Sáng 12 tháng 9 tại thị xã Sapa, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tập huấn công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội năm 2023. Trong thời gian 2 ngày từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9, gần 200 đại biểu được thông tin 5 chuyên đề: đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, kỹ năng tham mưu và tổ chức các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, những nội dung cơ bản về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đang thực hiện trong quân đội, một số vấn đề cơ bản về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các chế độ hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong quân đội. Trong khuôn khổ tập huấn có các buổi trao đổi thảo luận về những cách làm hay, mô hình tốt và tham quan mô hình điểm Bộ đội Biên phòng Lào Cai đồng hành cùng thôn bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.